Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Như vậy là cái sự kiện hội thảo của dự án P Network tại Đại học Stanford vào ngày mùng 3 tháng 10 đến giờ phút này có lẽ đến nửa tỷ thế giới anh em đào P Network đã biết đến. Thì câu hỏi đặt ra từ kênh chúng mình là làm sao có thể theo dõi được cái buổi hội thảo này? Thì mình có thử cái cách đăng ký ở trên cái bảng thông báo chính thức của cái hội thảo này. Đây các bạn đăng ký qua cái một cái gọi là cái web handshake. Thì sau 7749 cách mà đăng ký rất là lằng ngoằng, mình đã đăng ký được cái tài khoản trên handshake. Thì cái tài khoản này nó giống như là một cái cầu nối giữa trường đại học nhà tuyển dụng với lại các cái sinh viên ấy. Thì tuy nhiên mình đăng ký dưới cái tài khoản Gmail của kênh, có vẻ như là bộ lọc của cái handshake này nó đã không chấp nhận những cái tài khoản kiểu như vậy, với cái danh nghĩa là một cái công ty, một cái doanh nghiệp về truyền thông tại châu Á như mình thì nghe chừng có vẻ là không được phép đăng ký cái buổi hội thảo này. Có lẽ chưa đủ tầm và uy tín để có thể join vào một cái buổi học thuật từ một cái trường đại học danh tiếng như là Stanford. Nếu như là FPT hoặc là Viettel Telecom mà họ có đăng ký cái buổi hội thảo này, có lẽ mình nghĩ sẽ được chấp thuận hơn là một cái tài khoản nó không mang tính gọi là học thuật cao như là kênh của chúng mình thích đầu tư, nghe cũng vẻ là không hợp với lại cái môi trường học thuật lắm. Thì rất tiếc với các bạn là mình không thể đăng ký để tham gia được cái buổi hội thảo này với danh nghĩa của kênh. Như vậy là mình không thể phát live trực tiếp cho các bạn được rồi. Và rất tiếc buộc phải lấy lại tin từ các cái kênh chính thống khác, có lẽ là của từ Pico Team qua những cái thông báo từ trên Twitch của Pico Team của dự án P Network. Mình sẽ đăng lại những cái thông tin của buổi nói chuyện diễn ra vào 5 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 10 theo giờ Mỹ về cái dự án P Network tại Đại học Stanford. Các bạn cùng chờ đón xem những cái thông tin cập nhật từ dự án này từ kênh chúng mình nhé. Các bạn có thể ấn like, đăng ký kênh của chúng mình để nhận được những cái thông tin cập nhật mới nhất được tổng hợp từ Invest TV nhé. Rồi, xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các clip cập nhật thông tin tiếp theo của kênh chúng mình.